Cho nên mấy thằng tỷ phú nó đầu tiết kiệm đủ dùng thì thôi, còn tiền nó cho nó quay tít mù, phải không? Còn lại toàn chọc phú ấy. Chọc phú là giàu mà ngu, mà lại tưởng cho mình khôn. Cho nên cái thời mới mở cửa, úi dồi, bia uống tràn ngập, xong ép nhau uống bia. Mà trên cái bàn ăn, khi mà cái bill tính tiền nó sổ ra, tiền bia mà nhiều hơn tiền ăn. Đấy là một xã hội, cực kỳ là một xã hội tính người thấp lắm. Cho nên ấy là một chai bia sang anh mà tôi ăn với nó, hai thằng cùng lắm, còn hầu hết nó không uống. Để chai bia trước mặt Ronaldo dẹp đi. Sau đó nó mới kêu đừng có uống. Đấy là lịch sử nhất rồi. Vậy thì của mình cũng thế thôi. Bây giờ uống bia bắt đầu Sài Gòn chả ai ép, cũng chả tống nữ làm gì, mà cũng chả ai say xỉn. Còn mới đầu thì cứ bia ôm, xong ép, xong uống bằng thùng. Cái xã hội nó văn minh dần trở lại, thì nó đen nó mới biến cái đám chọc phú ấy, thành tài năng đúng nghĩa của nó. Anh hình dung nhau cái bước nhảy nó vậy. Cho nên cái thằng văn minh là cái thằng nó ở vừa phải, tiền nó quay. Đấy là nhóm 2, là nhóm mà nó thể hiện công ty đang thể hiện trình độ đi lên rất tốt bởi vòng quay tài sản của công ty. Vậy thì tài sản riêng lãi hàng năm của Lê Thẩm Dương so với thiên hạ là cái gì? Nhưng tôi nói thật, đứng về vòng quay thì tôi chả ngán bất cứ một thằng đại gia nào cả. Thế đó, nó thể hiện cái trình độ ấy. Ok, ông hiểu chưa? Ông chưa hiểu tôi nói bảy sáu giờ nữa này. Dạ, hiểu rồi thầy. Dạ, cảm ơn thầy nhiều. Vậy thì tóm lại là vợ giữ tiền hay chồng giữ tiền là tốt. Ngồi ấy, vợ là cái hom giữ tiền an toàn. Bố mày cần nó nở ra tiền thì cần an toàn. Ở nhà ông vợ ông giữ tiền hay là ông? Tao lên có điên rồi đấy. Cả hai mà. Thôi cả hai cái gì? Ăn trộm tiền của vợ hói cả đầu cái kia mà vẫn cãi. Ông cái đó thì không có này. Thế cái phần chị ấy giữ, thường chị để tiền đứng im hay cho nó quay? Đứng im nhiều hả? Thế của ông thì còn đứng im hơn cái gì? Với em thì cầm ít hơn. Quán sáng thì quay cái mình. Gửi ông anh ruột hết rồi đâu nó ăn. Cái gì à? Cái này học xong bài học này thì chắc giống như là kế hoạch sắp tới nó khác rồi. Thì đấy là tác dụng, đấy là cái tôi cố thuyết phục anh chị. Yeah. Anh Phượng ở đây là anh biết rõ rồi, thằng Trọng biết rõ rồi. Tôi ở cái nhà, thì tôi ở mỗi cái nhà trung bình là 22 đến 25 năm, tôi không động chạm. Nhưng nhà cửa phải ổn, tức là không gây bệnh tật cho mình, sảng khoái. Nhưng để sang trọng thì không. Nhưng sau đó thì tôi thích làm gì tôi làm, vì cái tiền tôi định sửa sang mấy cả mua nhà mới, tôi không mua. Còn bây giờ tôi tung hoành thì tôi cho thế nào chỉ có ngập thở. Tôi nói thật với các bạn. Nhưng vấn đề ông còn nín được 22 năm để ông lấy cái tiền ấy ông cho quay không? Còn đằng này ông nào cũng có 5 tỷ, thầy kiếm cho em cái nhà 10 tỷ. Ông đi vay, xong mày ông mua nhà 2 tỷ rưỡi, vợ chồng mày đầy đủ. Cho 2 tỷ rưỡi nó quay, cộng với tích lũy nữa, ít nữa mày mua cái nhà 2.500 tỷ đi. Cái cách nghĩ nó tủn mủn. Nói đi. Nó cụ thể đến mức như đấy. Còn đây thì toàn mua sĩ diện. Thằng Bình mày có hiểu gì không hả Bình? Hả?
Thế mà ngồi nhậu với nó, nói tắt ngang thì nó không nghe. Nhưng mà muốn nghe thì phải có thời gian. Mà hai thằng con nó đã quên thằng con nó đẹp như là tài tử, tài sản ở đó rồi, đòi cùng một lúc ấy. Mọi thứ va vẩn. Đã đánh là phải thắng, không thắng là không đánh. Dứt khoát. Không dễ thế đâu. Thế là tôi toàn bộ cái khổ nó cứ tự mua vào thân chứ cái gì đâu. Nhóm 1 đứng ở phía bên ngoài khoản phải trả. Mày vô tư, mày muốn vô tư đứng mày phải rất giỏi. Tại vì nó hiện ở cái hệ số thanh khoản. Ở trong nội bộ, bố mày cho mày tiền nó ra liên tục vì tiền nó quay. Cứ mỗi một vòng là đớp một mớ. Vậy thì con bán rau, sáng mua 100 ngàn tiền rau, chiều bán được 120. Thế là nó có 200 đút túi. Hey. Một tháng nó quay 31 vòng. 31 vòng nhân mấy 20 nghìn. Nó hơn mày mua cái nhà mà cho thuê nhiều. Cái giọng bất động sản nó đập cho hai cái vỡ mấy mồm. Tí nữa đến phần doanh thu tôi sẽ nói với anh chị con. Thằng nào hơn thằng nào? Ngày mặn giàu hết á. Tôi mua cái nhà Thủ Đức tôi mới vào có 4 cây vàng. Hôm trước nó trả 31 tỷ. Anh chị ạ. Bây giờ thành lên thành phố. 42 tỷ trồng tiền liền. 2 triệu đô. Mà mua vàng nó có 60 ngàn. Có 6 triệu cây. Mua hết có 24 triệu. Thế xong tôi tự hào. Công nhận ngon. Tôi lấy cái 24 triệu ấy. Tôi buồn dòng uống. Một tháng nó quay 31 vòng. Mỗi vòng được có 20 nghìn. Xong tôi nhân với lúc bấy giờ là năm khoảng độ 1993. Những thằng như vậy 30 tuổi. Tôi nhân với 30 năm. Tôi nhân với một năm 365 ngày. Tôi nhân với 20 nghìn. Xem ra có ra tổng số chênh lệch 42 trừ đi 6 triệu. Mày nổi gì? Cả đời mày vốn mày quay 30 năm mới được một vòng. Nó ra cục tiền. Đấy là cái sự lừa đảo lớn nhất của hệ số số 3 tôi chuẩn bị nói. Mày dọa tao. Ba cái thằng đầu đất, bất động sản, đầu kinh doanh cái gì thì đầu bằng cái đó. Nổ banh xác vão, sao các con giờ muốn giàu nhanh. Muốn giàu nhanh thì hãy đẩy vòng quay lên chứ không phải đẩy cái sai biệt giá. Cái gì à? Vớ vẩn. Con vợ tôi sướng tê cả người. Công nhận anh giỏi ghê. Mỗi lần nó khen tôi thấy nhục. Mặc dù lãi rất là to. Nhưng nếu mà bố mày cho quay liên tục, bố mày sẽ lãi gấp đôi. Các bạn à, mặc dù mỗi lần lãi có tí đẹo. Đấy là vòng quay. Đấy là trình độ. Không hiểu các bạn có hiểu. Vẫn mới có hiểu chứ mày. Vòng quay nhân bội lợi nhuận lên. Cân đối chủ yếu nhất của một doanh nghiệp là có tiền để trả các khoản phải trả, gọi là thanh khoản. Cân đối thứ hai các bạn sẽ có tất nếu vòng quay đều cao hơn trung bình ngành, nếu không có ngoại lệ. Cân đối thứ ba đó là kết quả cuối cùng là lượng lãi và tỷ suất lãi. Và tỷ suất lãi vĩ đại nhất là lợi nhuận dòng trên vốn chủ sở hữu. Không cân được thì bán công ty đi, giảm quy mô lại. Cái gì ạ? Cho sắp nhập đi. Chứ mày để thế thì đời mày mặt. Thì cái hành vi đó người ta gọi là quản trị doanh nghiệp. Hùng hục cũng hục. Học tí khó quá. Đấy là có một bài thôi đấy, 12 bài. Mà đây là nhánh của bài. Ngồi tưởng tượng. Ông hiểu ông kêu là em gần thầy để em xin thầy một mã để em giàu. Tao mà với cái mã đấy đời nào tao ói ra. Sao mày ngu dữ. Tao có cái mã đấy thì đi làm nghề giảng làm cái gì. Nó cứ kiểu chụp giật thế. Vơ va vớ vẩn. Cho nên tôi khuyên cái chị
Dương rồi đặc biệt là cái chị Lệ cố gắng tìm một thằng biết làm giàu. Thế là mình ngủ suốt ngày, thế là giàu nhé. Chưa một con đàn bà nào lấy chồng giàu mà nó không hạnh phúc. Đó là mệnh đề. Vứt những cái khẩu hiệu vớ vẩn ấy nhá. Trừ lấy về thằng thiếu gia đô thị cắm xuống. Ok. Cả đống ở trong lớp mình cả đống. Nhưng tôi khẳng định là nó sẽ không lấy em. Chứ con thằng giàu thiếu gì đấy này. Thằng lương này lương mập này, giàu lắm ấy. Những thằng có giàu thì mới giỏi, bao giờ cũng lấy vợ sớm mà. Đời nào nó đợi đến giờ này nó mới lấy con Lệ. Chị đợi cho nó lớn chị mới lấy à, con lông. Vì người phụ nữ khác họ tinh lắm. Cái thằng lương mập cơ cả. Tôi thì xấu kiểu gầy, thằng này xấu kiểu béo. Có 30 tuổi, 3 đứa con. Sắp tới 2 đứa nữa là 5 đứa. Lấy vợ, nứt mắt ra lấy luôn. Vì nó có tài. Cái thằng đang vuốt mặt ấy, thằng lương ấy, đấy. Làm gì có cửa đến lượt chị à chị? Cái đi. Thế thầy hỏi là lấy thằng dâu đấy mà thầy. Bây giờ là thầy thì giống như là mấy bài trước thầy bảo là. Thế tổ chó thì không ước mơ. Mà đã muốn lấy chồng thì phải lấy thằng có vợ rồi thôi. Tôi thì là loại khỏi vòng rồi, già rồi. Còn cái người mà có tiềm năng nhất chẳng hạn là anh Phượng. Chỉ địa chỉ đích danh đến gì nữa. Thầy toàn chỉ những người mà có người rồi, hoặc là có vợ, có bạn gái rồi, khó lắm thầy. Vậy thì bỏ danh dự đi, thấy cái là vô luôn. Ngồi lại còn vừa muốn. Hả? Sợ vô gãy răng đi chứ. Rủi ro cao, lợi nhuận cao. Như vậy lợi nhuận mà lại dưới trung bình ngành, lợi nhuận mà lại dưới lãi suất ngân hàng, lợi nhuận mà lại dưới không, thì vẫn công ty đi. Ngồi đấy mà tự đánh giá. Cậu không biết không? Riêng ngân hàng này, năm nay nó lãi 4.000 tỷ. Úi giời, báo chí ca ngợi quá trời luôn. Đâm đầu vào mua 4.000 tỷ thì có cái gì mà nổ to vậy? 4.000 tỷ nhưng mà cái vốn chủ sở hữu nó bỏ vào đó, các anh chị ạ, là 400.000 tỷ. Lãi có 10% so với tiền vay ngân hàng. Mày lấy cái lãi này mày trả nợ vay vừa đẹp. Thế là nó cứ đem nó vác ra là ngân hàng năm nay lãi 4.000 tỷ. Còn ngân hàng nào mà không có tí lãi nào thì nó báo cáo lợi nhuận trên doanh thu 60%. Lòe không à. Lãi lớn vì vốn lớn chứ có cái chó ở đâu mà nẻ. Người ta quan tâm cái con số này chứ ai quan tâm cái con số mấy ngàn tỷ này. Đọc cái tờ báo còn không hiểu nữa mà lên. Công nhận bọn này kinh. Làm nghề ngân hàng lãi nhất, lãi nhất cái gì. Tính ra tôi nói 10% là tôi nói một ví dụ bất chợt ấy. Lãi không bằng tiền gửi nhận được. Nhưng mà vẫn có lãi, vẫn sống. Đẳng cấp rẻ rách. Trường Doanh Nhân PR.